Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết cuối cùng trong ngày hôm nay, 22 tháng 12 của kênh VTC 14. Sau khi ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ, đến sáng nay khối không khí lạnh tiếp tục tràn xuống khu vực trung du đồng bằng bắc bộ và một số nơi thuộc phía tây bắc bộ. Như vậy là ngày hôm nay toàn khu vực bắc bộ đã được bao trùm bởi khối không khí lạnh. Bầu trời duy trì trạng thái nhiều mây, nhưng cơn gió đông bắc mang theo hơi lạnh liên tục thổi với cường độ đạt mức cấp 3 cấp 4 trong đất liền và cấp 5 ở vùng ven biển, có nơi còn kèm theo mưa nên khiến cho nền nhiệt giảm nhanh cảm giác rét càng lúc càng tăng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay hầu hết đều dưới 19 độ ở vùng đồng bằng và trung du, vùng núi từ 13 đến 16 độ. Cũng trong chiều nay, không khí lạnh di chuyển xuống các tỉnh ven biển miền Trung, ảnh hưởng đến khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Chính vì vậy mà tại khu vực trời chuyển nhiều mây, có mưa, thậm chí một số nơi đã xuất hiện cả mưa vừa mưa to, nên nhiệt độ giảm dần, phần phía Bắc trời chuyển rét. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ Bình Định cho đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là từ 29 đến 32 độ. Riêng khu vực Nam Bộ vẫn là nơi có nền nhiệt cao nhất trên cả nước, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Về tình hình thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc nước ta tiếp tục nằm trong sự chi phối của khối không khí lạnh với cường độ mạnh. Thời tiết nhìn chung nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng ở vùng ven biển. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay phổ biến từ 13 đến 15 độ. Ngày mai vào sáng sớm nhiệt độ vẫn thấp, chỉ từ 15 đến 16 độ. Ngay cả vào lúc giữa trưa thì nhiệt độ cũng không vượt quá ngưỡng 18 độ. Một số nơi thuộc vùng núi cao còn xuất hiện tình trạng rét đậm rét hại khi nền nhiệt độ cả ngày lẫn đêm đều dưới 10 độ. Đời gió đông bắc từ rìa của khối không khí lạnh sẽ tích ẩm sau khi di chuyển qua biển và đến đất liền các tỉnh ven biển miền Trung, kết hợp với điều kiện địa hình sẽ gây ra mưa rông trong khoảng 2 đến 3 ngày tới. Như vậy là ngày mai tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, tình hình mưa rông vẫn diễn ra, riêng các tỉnh Trung Trung Bộ cần đề phòng có nơi đạt mưa vừa đến mưa to, nên nhiệt độ trong ngày mai cũng giảm mạnh. Phía Bắc trời rét có nơi rất đậm, trong khi đó phía Nam từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời chuyển lạnh. Không ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía nam nước ta, nhưng những làn hơi lạnh từ phương Bắc cũng lan tả xuống, khiến cho về đêm khu vực Tây Nguyên trời rét, có các tỉnh miền Đông Nam Bộ như là Tây Ninh, Bình Phước trời cũng sẽ lạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên cả nước vào ngày mai. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 16 cho đến 19 độ, có nơi từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2 cấp 3 trời rét, có nơi rất đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, có nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi từ 8 cho đến 10 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lăn cận trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3 trời z, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, còn nhiệt độ thấp nhất 13 đến 16 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió tây bắc mạnh cấp 2 cấp 3 trời z, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, còn nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 3, nhiệt độ cao nhất là từ 22 cho đến 25 độ, phía Nam có nơi từ 28 cho đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 cho đến 20 độ, phía Nam từ 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 24 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ban ngày trời nắng, Chiều tối có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức 25 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật trên cấp 6 biển động. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 31 độ. Bản tin dự báo thời tiết cuối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chúc quý vị và các bạn một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.